anh về rồi sao? Hôm nay chắc anh vui lắm phải không? Anh đi làm hay anh đi với nhân tình của anh? Chính bạn em thấy rõ ràng không sai, anh cầm tay với một người con gái. Hai người nhậu yếm bên nhau giữa phố đông người không mắc cỡ sao? Tình nghĩa trước sau em luôn giữ vẹn, bấy nhiêu ngày hầu hạ sớm trưa, khi nắng khi mưa hay khi đêm đông lạnh. Anh cứ đánh đi, hãy giơ tay lên đánh người chung chăn chung gối, chia đắng sẽ cay hơn mười mấy năm trường. Người đã cùng anh ấp lạnh
nhường chồng cho kẻ lạ. Nếu một ai trên đường gục ngã, cứ quanh mặt quay đi như xa lạ qua đường. Xin lỗi, ông là ai mà sao biết tên tôi? Hoàng, anh còn nhớ đến mẹ con tôi sao? Tôi nhớ cái ngày mà anh ra đi, anh tự hào là anh có người yêu đẹp hơn tôi. Cô ta cho anh hạnh phúc kia mà, sao bây giờ anh lại tàn tạ như thế này? Tình yêu làm gì?
hoài mới quyến rũ lòng anh. Mặc duyên tình gặp cảnh đông đông thì tôi cam chịu chứ không quan hờ. Giữa chợ đời bán lời mua danh, anh đã học được bài học quý. Dù sao cũng nghĩa vợ chồng, lần này tha thứ cho con mình có mẹ. Anh hãy nhớ, vì con cho nên em cho anh cơ hội đó, làm lại từ đầu. Yêu cũng khởi cho yêu.